5 cây thuốc nam giá rẻ và dễ tìm trị huyết áp cao hiệu quả bất ngờ. Đầu tiên là lá sen. Thứ hai là ít mẫu. Thứ ba là hoa cúc. Thứ tư là hoa hòe và cuối cùng là rễ cây nhầu. Quý vị biết không, Việt Nam ta có rất nhiều bài thuốc nam hiệu quả được ông cha ta truyền lại từ xa xưa. Có những loại thảo mộc ở ngay xung quanh ta lại mang những công dụng thần kỳ trong việc điều trị bệnh. Và Thảo Vi cũng vừa giới thiệu đến quý vị 5 cây thuốc nam giá rẻ và dễ tìm nhưng có thể điều trị huyết áp cao hiệu quả bất ngờ. Và bây giờ hãy cùng theo dõi tiếp video để xem 5 cây thuốc nam này có công dụng thế nào và cách sử dụng ra sao quý vị nhé! Đầu tiên đó là lá sen. Lá sen luôn là một trong những bài thuốc chữa trị cao huyết áp cực kỳ hiệu quả đã được dùng từ rất lâu trước đây. Tinh lá sen có chiết xuất từ lá sen tươi có công dụng chính là hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ máu, do đó giảm tình trạng xơ vữa động mạch, không những giúp hạn chế những nguyên nhân lớn gián tiếp gây ra bệnh tăng huyết áp mà còn giúp người bệnh cân bằng lại chỉ số huyết áp bình thường. Có hai phương pháp được mọi người thường sử dụng chính là nấu nước uống hoặc nấu cháo. Với nấu nước uống, người bị bệnh cao huyết áp cần nấu nước sử dụng hàng ngày thay nước lọc, dùng ở trong 2 đến 3 tháng thì chỉ số huyết áp sẽ về mức độ ổn định. Còn nếu nấu cháo lá sen thì dùng lá sen nấu nước, sau đó thu nước và sử dụng nấu cháo. Dùng cháo trong các bữa ăn hàng ngày vừa giúp ổn định chỉ số huyết áp, vừa hỗ trợ phòng được những căn bệnh liên hệ đến tim và bảo vệ thể trạng một cách tốt nhất. Nhưng nhằm có hiệu quả tuyệt vời, người bị bệnh cần sử dụng những sản phẩm điều chế từ lá sen chuyên biệt nhằm tách những tạp chất của lá sen. Loại thảo mộc thứ hai có thể chữa cao huyết áp đó chính là ít mẫu. Ít mẫu có vị cay, đắng, tác dụng chống hoạt huyết, chống ứ huyết, giúp phụ nữ điều kinh. Trong ít mẫu có flavonoid, rutin và nhiều hoạt chất khác giúp giảm huyết áp nhanh, ngăn ngừa các bệnh về thần kinh và tim mạch. Ít mẫu có thể được điều chế thành cao. Cao lỏng ít mẫu có tác dụng làm hạ huyết áp thông qua cơ chế làm giảm tác dụng co mạch của adrenaline. Dùng ít mẫu thường xuyên cũng giúp an thần, giảm stress. Đó chính là nguyên nhân khiến bệnh cao huyết áp thêm trầm trọng. Bài thuốc: sắc ít mẫu với cam thảo và lá dâu uống trong 1 tháng. Vị thảo mộc thứ ba có thể điều trị cao huyết áp đó là hoa cúc. Hoa cúc có giá thành rất rẻ, dễ tìm, nhưng quý vị nên cẩn trọng và chọn những bông hoa cúc sạch, an toàn và không thuốc. Hoa cúc có vị ngọt, tính đắng, dùng sáng mắt, thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Trong hoa cúc cũng có 3 glucosid và một số tinh dầu thơm làm giãn các mạch ngoại vi, điều trị bệnh huyết áp cao rất công hiệu. Mỗi ngày dùng 4 đến 24 gram hoa cúc có thể xóa bỏ được các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mất ngủ do chứng huyết áp cao gây ra. Bài thuốc: dùng hoa cúc, quyết minh, hoa hòe, lá dâu, cam thảo, sắc mỗi ngày một thang uống 3 lần trong ngày. Thứ tư chính là hoa hòe. Nhiều người nghe cái tên này có thể sẽ thấy lạ, nhưng đây là một loại thảo mộc rất tốt cho sức khỏe. Người ta thường dùng hoa hòe để phòng các biến chứng của cao huyết áp như là xơ vữa động mạch. Hoa hòe dùng làm thuốc rất tốt khi còn ở dạng nụ. Nụ hoa sau khi được thu hoạch cần tách ra khỏi cành rồi đem sao thơm. Rutin hoạt chất của hoa hòe có tác dụng giống như vitamin P nên có tác dụng làm bền vững và giảm tính thấm của mao mạch, giảm trương lực cơ trơn và chống co thắt, giảm tác dụng của adrenaline trong cơ thể. Vì vậy, người ta thường dùng hoa hòe để phòng các biến chứng của cao huyết áp như xơ vữa động mạch. Bài thuốc: hoa hòe, cam thảo, quyết minh tử, sắc lấy nước uống hàng ngày. Và cuối cùng đó là rễ cây nhầu. Nhầu là một loại cây thuộc họ cà phê, mọc dọc theo bờ sông, bờ suối, bờ ao, xung quanh hồ hoặc mương sạch tại các tỉnh miền Trung hoặc là miền Nam nước ta. Chúng ta có thể lấy rễ cây nhầu rửa sạch với nước, thái nhỏ, phơi khô. Mỗi lần lấy từ 30 đến 40 gram rễ nhầu khô, pha thành trà, uống thay nước. Lưu ý, mỗi đợt uống từ 10 đến 15 ngày. Dùng máy đo huyết áp Visoco đo lại huyết áp của mình. Nếu thấy huyết áp giảm thì bớt lượng rễ nhau lại từ từ. Chú ý một liệu trình là trên 2 tháng. Sau khi huyết áp ổn định, vẫn tiếp tục uống cho đến hết liệu trình.
Qua video chia sẻ hôm nay, Chuyện Sức Khỏe hy vọng sẽ giúp mọi người có thêm kiến thức về việc theo dõi sức khỏe để có thể chăm sóc tốt cho chính mình và người thân. Và nếu có trạng thái nào bất ổn, hãy đến ngay trung tâm y tế để thăm khám hoặc để lại câu hỏi bên dưới phần bình luận bài viết. Chúng tôi sẽ kết nối với bác sĩ chuyên khoa tư vấn hỗ trợ cho quý vị. Và đừng quên gửi thư về cho chương trình qua địa chỉ email chuyensukhoesantv@gmail.com để những câu chuyện đời thực của mình cùng lan tỏa đến cộng đồng vì sức khỏe của mọi người. Chương trình Chuyện Sức Khỏe đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.